Đây chính là phần đầu của chiếc 740 Puig Chaulin. Cái em nó được bật full đèn các bạn này. Và cái lưới tản nhiệt nó cũng sẽ có cái viền phát sáng rất ấn tượng. Phải nói là thiết kế quá ấn tượng luôn các bạn, của 740 Puig Chaulin. Quá đẹp luôn. BMW 740 Puig Chaulin 2023 tại trường Việt Nam giá 6,6 tỏi các bạn nhá. Wow. Đây chính là chiếc 740 đầu tiên được bàn giao đến tay khách hàng ở Việt Nam. Đây là all new BMW 7 series các bạn nhá. Nó quá đẹp luôn. Thế hoàn toàn mới của 7 series thì sẽ không có cái giải led chạy ngang. Toàn bộ cái phần đuôi xe giống như đời cũ. Và cái cụm bây giờ nó sẽ được làm nhỏ và thiết kế mỏng. Quá mê luôn ạ. Theo như mình thấy thì cái phần đầu của 7 series đời mới nó sẽ ấn tượng hơn so với phần đuôi. Còn nội thất của xe thì nó là quá đỉnh rồi. Anh em có thể xem trong cái clip riêng của mình giới thiệu về 740 Puig Chaulin. Cả 4 ghế đều có massage và màn hình hơn 14 inch giải trí. Màn hình sau vô lăng là 12,3 inch. Bộ mâm của 740 nó cũng quá đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở cửa và khám phá không gian hàng ghế thứ hai của một chiếc BMW 740i Puig Chaulin, một chiếc xe dành cho các chủ tịch, các doanh nhân các bạn nhá. Đầu tiên ở thành cửa chúng ta sẽ có gì? Nội thất của chiếc này sẽ được bọc da màu đỏ, giống với màu đỏ của rượu vang đến từ châu Âu đó anh em. Cái màu đỏ này nhìn rất đẹp luôn, nó không quá sáng, tuy nhiên nó cũng đủ để các bạn cảm nhận được sự tinh tế anh em ạ. Ở đây chúng ta có màng loa, đây là hệ thống loa Bowikin anh em nhé, hệ thống loa cao cấp của BMW được trang bị trên phiên bản cao cấp của 7 series. Vị trí này chúng ta có nút bấm để các bạn mở cửa từ bên trong này, các bạn không cần kéo chốt mà các bạn có nút bấm ấn một cái cửa nó sẽ bật ra, sau đó các bạn đẩy ra, nó sẽ có một cái lẫy ở phía dưới đây nữa này, đó. Đây là giúp các bạn khi các bạn ấn cái nút này nó không nhận hoặc là hết điện chẳng hạn, thì các bạn cầm cái lẫy này và kéo thì nó cũng thể mở cửa ra. Cái màng loa mới nó cũng được làm tinh tế hơn rất nhiều này. Đây, dòng chữ Bowikin nó sẽ xuất hiện ở phía dưới này. Và với 740i Puig Chaulin chúng ta sẽ có một chiếc màn hình cảm ứng kích thước 5,5 inch gắn tại hành cửa này để các bạn điều chỉnh được rất nhiều thứ. Một chút nữa thì mình sẽ khám phá cùng với các bạn sau nhé. Chúng ta sẽ đi vào những cái chi tiết đặc biệt để em này có rèm che nắng chỉnh điện ở đây. Và các bạn cũng sẽ điều chỉnh trên cái màn hình cảm ứng 5,5 inch này. Đây là vị trí bậu cửa có logo BMW này, mới tinh này, chưa bóc cả ni lông này. Và đây chính là không gian dành cho ông chủ, với hai chỗ ngồi chính và có thể ngồi được 3 người tại phía sau anh em nhé. Như mình đã giới thiệu thì em này được bọc da màu đỏ đậm. Đây là màu đỏ giống với màu đỏ của rượu vang đến từ châu Âu đó anh em. Phía sau thì có thông hơi làm mát sấy sưởi và có cả massage cho người ngồi tại hàng ghế thứ hai. Đây các bạn nhìn thấy thông hơi này và nó cũng có các chi tiết được làm gồ lên, giúp cho cái hệ thống massage nó đến được với các vị trí trên thân hình của các bạn nhé. Và với em này thì sẽ có 3 vị trí tựa đầu, trong đó có 2 vị trí tựa đầu chính cũng có đục lỗ thông hơi và được làm lõm ở chính giữa, nhô sang hai bên này, êm cực kỳ luôn các bạn nhìn này. Mình ấn nhẹ cái nó đã lõm vào thì các bạn tựa đầu lên nó êm lắm luôn đây anh em. Vị trí chính giữa chúng ta sẽ có một chiếc bệ tì tay được bọc da trùng với màu của nội thất. Và em này thì sẽ có một chiếc màn hình cảm ứng gắn tại vị trí này nữa, tuy nhiên showroom đã cất đi rồi anh em nhé. Cái màn hình này các bạn sẽ điều chỉnh được rất nhiều thứ, trong đó có hệ thống điều hòa hay là một số cái tính năng của xe. Tuy nhiên nó không có ở đây, thế nên mình sẽ không chia sẻ với các bạn được. Các bạn có thể gạt cái bệ tì tay này lên để đi được 3 người nếu như cần thiết, hoặc là với những chiếc xe này thì mình nghĩ chỉ đi 1 hoặc là 2 người tại hàng ghế thứ hai thôi.
Đây chính là cái nội thất với chiều dài trục cơ sở lên đến hơn 3,2m. Thì các bạn biết được là cái không gian nội thất của em nó rất rộng. Đây là cái khoảng giữ chân này. Tất nhiên nó sẽ không rộng bằng những chiếc S-Class Maybach, tuy nhiên đủ để các bạn có thể sử dụng một cách thoải mái với những người ngay cả 1m8 hay là 1m9 luôn anh em nhé. Và đặc biệt hơn là ghế ngồi của 7 series có khả năng ngả cũng rất tốt anh em ạ. Đây các bạn nhìn này, cái độ ngả rất tốt và các bạn có thể ngả gió ra nữa được anh em nhé. Đây mình sẽ gạt cái vị trí bệ tỳ tay ở chính giữa này lên. Và ngay cả cái vị trí ngồi ở giữa này cũng được làm đục lỗ thông hơi luôn anh em ạ. Đây này, cái bề mặt này cũng được làm đục lỗ thông hơi luôn. Suy ra cả cái mặt tựa lưng ở phía sau đều có đục lỗ thông hơi. Quá là sang xịn mịn cho một chiếc BMW 740i Buick Sherlock 6,6 tỷ đồng. Đây chính là cái cụm điều hòa ở chính giữa anh em này, cửa gió điều hòa. Còn hệ thống điều hòa tự động thì các bạn sẽ điều chỉnh ở trên cái cụm này hoặc là chiếc màn hình gắn tại vị trí chính giữa của hai ghế ngồi phía sau anh em nhé. Chiếc này thì sẽ có cửa sổ trời dạng Skylon này các bạn này. Đó, đây là cái vị trí tựa đầu của cái ghế trước này các bạn, đẹp không? Với chiếc 750i mình từng quay tại Thái Lan thì cái phần này nó sẽ được làm từ carbon. Tuy nhiên chiếc này thì được ốp gỗ anh em nhé, được ốp gỗ phủ bóng ở bên ngoài, đẹp không anh em? Và cái phần khung ghế được làm rất ấn tượng luôn. Thực sự là mình rất ấn tượng với cái khung ghế của những chiếc BMW 740. Đây các bạn nhìn này, cái góc này các bạn thấy cái phần tựa đầu và cái khung ghế của ghế trước nó được làm đẹp không? Quá là tinh tế luôn. Bây giờ thì mình sẽ đóng cửa vào bên trong và sử dụng cái màn hình này xem nó có được trang bị những cái tính năng nào hay ho anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem chiếc màn hình 5,5 inch trên BMW 740i Buick Sherlock cho hàng ghế thứ hai này được trang bị những cái gì. Đầu tiên các bạn sẽ thấy là có thể điều chỉnh được điều hòa ở đây này. Đó, các bạn có thể điều chỉnh được điều hòa ở đây, mình đang để off đi này. Về lại home chúng ta sẽ điều chỉnh được những cái gì? Wow, rất nhiều. Có display này, cài đặt sạc không dây này, My Mode này, cài đặt ghế, cài đặt rèm che này, đèn này. Đó, ví dụ mình sẽ vào ghế này, mình sẽ cài đặt những cái gì? Đây, cài đặt massage này. Đó, có mức độ massage này, tốc độ massage này, massage từ trên xuống này. Đây các bạn này, bật rồi này nhá. Có rất nhiều kiểu massage khác nhau, các bạn sẽ vuốt vuốt đây để sử dụng này. Uầy, uầy, bài tập lưng này, massage bấm huyệt này, massage ngẫu nhiên này. Wow, quá trời massage luôn anh em ạ. Các bạn vào phần điều chỉnh này, nó sẽ có phần điều chỉnh ở đây này. Đó, cái gì đây? Điều hòa nhiệt độ cho ghế ngồi này. Đó, các bạn sẽ điều chỉnh này, đang tắt đi rồi này, massage này. Đó, vào ghế các bạn điều chỉnh thì rất nhiều thứ, vào rèm che này. Các bạn sẽ điều chỉnh được rèm che hai bên ở hàng ghế thứ hai này, rèm che phía sau này và cái cửa sổ trời phía trên các bạn nhé. Các bạn sẽ điều chỉnh được rất nhiều thứ ở trên này. Ví dụ mình sẽ lên cái rèm ở vị trí mình ngồi này, đó, đang lên này. Hoặc là lên cái rèm tại vị trí ở bên kia các bạn nhé. Kích vào cái lên luôn này. Và đóng cái rèm phía sau, mình cũng chỉ cần kích vào một cái là nó sẽ lên. Rất là nhẹ nhàng các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ hạ cái rèm bên kia xuống này. Hạ xuống này. Và hạ cái rèm ở bên mình xuống này. Đó, rất nhẹ nhàng luôn, tinh tế cho anh em. Với chiếc màn hình 5,5 inch này anh em nhé. Mình đang mở cái cửa sổ trời ra cho nó thoáng. Hoặc là các bạn sẽ mở hết này, đóng hết này. Rồi bỏ qua cái rèm, chúng ta sẽ vào cái đèn này này. Đây là cái đèn đọc sách hoặc là đèn môi trường các bạn sẽ cài đặt. Mình sẽ vào cài đặt cái đèn môi trường. Đây là cái đèn viền nội thất này. Các bạn sẽ thay đổi cái đèn viền nội thất ở trên này. Ví dụ mình muốn chuyển sang màu xanh nhìn cho nó mát. Đây các bạn nhìn thấy nó đổi ngay ở trên cái vị trí ấy. Các bạn cầm kéo để đóng cửa vào nhá. Đó, đây này, mình chuyển sang cái màu xanh này. Và tất nhiên thì phía sau mình đang bật massage, thế nên nó cũng đang massage rất là tốt cho lưng của mình. Sau một ngày đi quay thì bật cái massage lên nó đấm lưng phê cực kỳ luôn anh em ạ. Thật sự là những cái ông chủ mà ngồi trên những chiếc 740i này thì di chuyển trên những quãng đường từ công ty về nhà hay từ công ty đi đến gặp các đối tác quá là phê luôn anh em nhé. Đó là cái màn hình 5,5 inch. Ngoài ra các bạn sẽ chọn My Mode này. Các bạn sẽ set một cái mode của mình. Đây, nó sẽ có rất nhiều các cái mode cài đặt sẵn ở đây. Relax này, Experience này, Personal này. Đó, các bạn sẽ vào My Mode hoặc là cài đặt cái mode của các bạn. Sạc không dây này, các bạn sẽ cài đặt cái đế sạc điện thoại không dây tại vị trí cái bệ tỳ tay đó anh em. Đây, các bạn sẽ vào đây nữa này, Display này. Đó, độ sáng của cái gì đây? Độ sáng của cái màn hình này các bạn sẽ cài đặt được nhá. Đấy, đấy, độ sáng của màn hình này các bạn sẽ cài đặt được ở trên này luôn. Quá là VIP. Đó, đây, mình sẽ ấn cái nút này.
Đó là cái màn hình 5,5 inch trên chiếc BMW 740i Pulsar này. Nó được trang bị và được tích hợp rất nhiều cái hay ho, trong đó có cài đặt ghế, cài đặt rèm che này, đèn này, điều hòa này, display này, sạc không dây này và cài đặt mai mốt này, cài đặt media này. Mình thích nhất là có massage và có thể điều chỉnh được rất nhiều các kiểu khác nhau trên chiếc màn hình này. Rất thích cái trang bị này trên BMW 740i Pulsar anh em nhé. Mỗi người sẽ có một chiếc màn hình như thế này đặt tại vị trí thành cửa các bạn ạ. Các bạn thấy nhìn thấy VIP và sang xịn mịn chưa? Đó, bây giờ thì mình sẽ hạ cái rèm phía bên này và phía sau này xuống để cho nó có một cái không gian thoáng hơn. Mình sẽ ấn nút mở hết. Đó, nó đã hạ xuống rồi. Đây là cái cụm hệ thống điều hòa dành cho người ngồi hàng ghế thứ hai, được ốp gỗ và phủ bóng này, cửa gió điều hòa này. Đây có một cái ngăn để đồ các bạn nhé. Cái trục dẫn động thì nó làm hơi cao. Tuy nhiên chiếc này là hệ dẫn động cầu sau các bạn nhé. Hệ dẫn động cầu sau và có đánh lái bánh sau anh em ạ. Có đánh lái bánh sau. Mở cửa tại vị trí ghế lái để khám phá không gian khoang cabin của chiếc 740i Pulsar. Đây chính là cái phần thành cửa được bọc da màu đỏ kết hợp với màu đen. Đây là vị trí để các bạn điều chỉnh ghế ngồi này. Wow, dạng pha lê luôn anh em nhá. Nhìn sang xịn mịn chưa? Màng loa Bowie Wikin thiết kế rất đẹp và làm từ kim loại, có các cái khe và được tạo hình nhìn rất ấn tượng anh em nhá. Bên trong là cái hình cái loa, và bên trong cái màng loa này là hình cái loa nhìn rất đẹp. Chiếc này có đến 36 loa Bowie Wikin luôn anh em ạ. Ghế lái nhớ hai vị trí có thể điều chỉnh ở trên cái cụm trong thiết kế như kiểu pha lê anh em ạ, đẹp cực kỳ luôn. Các bạn phải nhìn thực tế đây các bạn mới thấy sự tinh tế của 7 series thế hệ hoàn toàn mới. Trên này chúng ta cũng có nút bấm để có thể mở cửa từ vị trí bên trong. Các bạn chỉ cần ấn cái nút này cửa nó sẽ bật ra, các bạn đẩy ra một cách rất là nhẹ nhàng. Ngoài ra thì có một cái lẫy ở bên trong này, khi xe hết điện hoặc là gặp vấn đề trục trặc các bạn không mở được bằng điện thì các bạn sẽ kéo cái chốt này để cửa nó cũng bật ra anh em nhé. Phía dưới này có một cái màng loa làm từ nhựa màu đen nữa anh em này. Không gian để đồ này. Đó, cái thành cửa các bạn nhìn thấy đẹp không? Với cái thành cửa vị trí ghế lái thì có cả cái nút để các bạn mở cái cốp chứa đồ phía sau tại cái vị trí này. Nói chung là được làm đẹp và tinh tế hơn nhiều so với BMW 7 series đời cũ anh em nhé. Bậu cửa có logo BMW trên cái nẹp kim loại mạ chrome. Và đây cũng có nẹp kim loại mạ chrome phía dưới này các bạn này. Và đây chính là hai vị trí ghế lái và ghế phụ của BMW 740i Pulsar. Em này thì có nội thất được bọc da màu đỏ, phong cách của rượu vang đến từ châu Âu đấy anh em. Đây là màu đỏ theo cái phong cách sang trọng và cao cấp các bạn nhé. Có cả cái đệm bắp đùi ở đây này. Đó, cái đệm bắp đùi được làm nhô ra, các bạn có thể cho nó thu vào gọn vào. Và thành ghế ngồi thì cũng được làm nhô cao theo phong cách thể thao. Đây là ghế ngồi được bọc da phong cách của BMW Individual anh em nhé. Individual ở đây này đó. Ngay cả cái tựa đầu này cũng có đục lỗ thông hơi này anh em này. Nhìn ở đây khác biệt rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên bên trong và khám phá cái không gian khoang cabin. Đây chính là cái vị trí vô lăng của xe, được thiết kế theo dạng hai chấu thôi anh em nhé. Có lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng này, có set cruise control này, hoặc là lim ở trên này này. Các cái phím bấm cũng được thiết kế tối giản hơn so với đời cũ. Cái lẫy chuyển số thể thao từ cái vị trí mình ngồi đây được làm to các bạn ạ. 381 mã lực, gầy số, tuyệt vời luôn. Chiếc này thì dùng hộp số 8 cấp Steptronic anh em nhé. Phía sau vô lăng bây giờ sẽ có hai chiếc màn hình kích thước là 12,3 inch được chia đôi tại vị trí chính giữa này. Và màn hình giải trí trung tâm sẽ dùng hệ điều hành iDrive 8 anh em nhé. Hệ điều hành iDrive 8 luôn. Đây mình sẽ đóng cái thông báo này lại đây. Về home lại này, đây là cái màn hình home của xe này. Nó sẽ có các tính năng định vị media radio, điện thoại hỗ trợ cá nhân, BMW của tôi này, xem trước tuyến đường này, tình trạng giao thông này, hoặc là thêm một cái tính năng nữa vào đây anh em nhé. Đây là cái màn hình chính. Còn vào các ứng dụng các bạn sẽ ấn nút ô này. Đó, tất cả các ứng dụng này, app thông tin giá trị này, ứng dụng xe này, có hồ sơ người lái, thiết bị di động hỗ trợ cá nhân Android Auto, Apple CarPlay, radio. Ui ôi, nó còn nhiều hơn cả chiếc BMW X7 mà mình từng giới thiệu cho anh em nhé. Các bạn sẽ cài đặt được rất nhiều thứ ở đây này. Có tiện nghi ghế này, vào tiện nghi ghế để cài đặt này. Có ghế người lái, ghế người lái các bạn cài đặt được những cái gì? Có điều chỉnh tiện nghi này, cài đặt tự động này, hỗ trợ điều khiển ghế này, bách lại này, lên xe và tiện nghi. Các bạn sẽ đăng nhập vào hồ sơ người lái này. Không có massage anh em, không có massage. Các bạn sẽ điều chỉnh được khoang sau này. À, đang khóa rồi. Ghế phụ này các bạn có thể điều chỉnh được. Ở đây là cái gì đây? Đệm đỡ thắt lưng, các bạn sẽ điều chỉnh nó nhô lên này, hoặc là thu vào này. Đó, các bạn điều chỉnh được 4 hướng các bạn nhé. Không có massage, chỉ có thông hơi và đục lỗ thôi anh em ạ. Người lái này. Rồi, quay về lại home, đó là ghế ngồi. Và phần ứng dụng này chúng ta sẽ cài đặt được rất nhiều thứ nữa các bạn nhé. Đây, mình sẽ quay gần hơn cho anh em xem này. Đây, chúng ta có tin nhắn này, kết nối wifi này. Có cài đặt cửa sổ này. Các bạn có rèm che nắng này, khóa hoặc là mở khóa này, comfort này. Đây, đóng hoặc là mở rèm tất cả này. Thôi, back lại này. Trên này chúng ta sẽ còn cái gì? Hỗ trợ cá nhân Android Auto, Apple CarPlay, radio, hồ sơ người lái, thiết bị di động này.
Đó, cái màn hình này bây giờ nó dùng iRide 8, thế nên các bạn nhìn thấy nó mượt không? Nó mượt hơn rất nhiều luôn, các cái icon này nó được thiết kế đẹp hơn so với đời cũ này. Và nó thực sự là mượt, mượt dã man luôn anh em ạ. Vào app thông tin này, ứng dụng xe này, cài đặt hồ sơ người lái, thiết bị di động hỗ trợ cá nhân, máy mốt tiện ghi ghế này, Leave here này, về lại home này. Ở bên này chúng ta sẽ có một cái màn hình thông tin dành cho người lái. Đây là tốc độ đang hiển thị chính giữa này, có cửa vị trí ghế lái đang mở này, nhiên liệu còn lại ít này, và các cái thông tin khác nó hiển thị bên này. Bên này chính là km/h này, bên này chính là vòng tua máy này. Các bạn cũng có thể cài đặt được nhiều kiểu hiển thị khác nhau cho cái màn hình này anh em nhé. Bây giờ nó sẽ là hai cái màn hình 12,3 inch đặt liền kề nhau, và nó sẽ cong cong hơi hướng về vị trí người lái một chút. Nó sử dụng cái công nghệ iRide 8 và cái độ hiển thị phân giải, độ phân giải nó quá tốt luôn anh em ạ. Thực sự là mình rất ấn tượng với iRide 8 từ 3 series 2023 cho đến X7 và bây giờ là 7 series đời mới. Với cái vị trí khoang cabin này, với cái phần táp lô này, nó còn được trang trí bằng gỗ tự nhiên phủ bóng ở phía trên này, hơi có màu xám một chút này, ốp kim loại mạc chrome này. Và trên này chúng ta cũng sẽ có ốp các chi tiết trang trí như pha lê đó anh em. Bên trong cái nền này nó có cả hiển thị đèn, và đây chính là cái đèn viền nội thất. Các bạn sẽ thay đổi được màu của cái đèn hiển thị ở trên cái chất liệu giống như pha lê này các bạn nhé. Phải nói là quá tinh tế và đẹp luôn. Đây là một cái chi tiết ăn tiền của 7 series đời mới so với một chiếc S-Class. Đó là cái khoang cabin, cái phần phía trên của chiếc BMW 740i Pulsar này. Phía dưới đây chúng ta có đế sạc điện thoại không dây này, khay để cốc này. Phần này các bạn có thể đóng vào không? Không đóng vào được các bạn nhá. Mình cứ tưởng ấn cái này nó sẽ mở ra, tuy nhiên nó không thể đóng vào được. Đây, đế sạc điện thoại không dây này. Phía dưới này, cần số của 7 series bây giờ nó được làm nhỏ nhắn xinh xắn ở đây này. Các bạn sẽ cầm cái này và kéo xuống, làm từ pha lê anh em nhá. Ngay cả cái nút khởi động này nó cũng được làm từ thủy tinh, nhìn rất ấn tượng luôn, không bật phải pha lê không. Có các phím tắt như Media, Theo, Navigator, Home, Back này. Và khi các bạn không muốn với lên để dùng cảm ứng trên cái màn hình này, các bạn có thể dùng cái núm xoay làm từ pha lê này, xoay xoay lên này, trái phải này, xuống này, hoặc các bạn ấn chọn thì ấn chính và chính giữa nhá. Đây, mình quay dựng lên trên thì các bạn sẽ thấy các cái nút mũi tên này đó. Wow, đẹp chưa anh em? Phía dưới này chúng ta có kích hoạt camera 360 độ. Đây là camera 360 độ của chiếc BMW 7 series này. Các bạn sẽ vào các cái cam này để quan sát này, cam trước này, cam bên phụ này, cam nhìn từ trên xuống này. Đó, có cả khởi động đánh xe ra. Đây là hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động anh em nhá. Đó, tầm nhìn hỗ trợ này, tầm nhìn panorama này, tầm nhìn hỗ trợ đỗ xe này, tầm nhìn hỗ trợ đỗ xe nữa này, tầm nhìn panorama này. Quá đẹp luôn các bạn nhờ. Đó là camera 360 độ trên 740i Pulsar anh em nhá. Trên này chúng ta còn rất nhiều, có cả nâng hạ gầm này, mai mốt này. Đây là cái nút volume, nhìn cũng được thiết kế rất tinh tế. Bệ thì tay anh em ơi, wow, bệ thì tay thiết kế đẹp chưa. Cũng được bọc da màu đỏ, có đục lỗ thông hơi luôn. Các bạn ấn cái nút ở phía trên nó sẽ mở ra. Và đây chính là không gian chứa đồ phía dưới, có hai cổng sạc dạng Type-C. Và cái bề mặt này thì cũng được làm rất đẹp. Các bạn để đồ đây cứ yên tâm, va đập thoải mái, không bị hỏng đâu anh em nhá. Đóng vào này, đóng vào này, vị trí ghế phụ này, thiết kế đẹp không anh em. Phía trên có cửa sổ cờ trời Skylong anh em nhá, cửa sổ trời Skylong. Và đây chính là không gian hàng ghế thứ hai của BMW 740i Pulsar. Quá đẹp luôn anh em ạ. Toàn bộ không gian khoang cabin của chiếc BMW 740i Pulsar này, phải nói là mình rất ấn tượng với chiếc 740 này anh em nhá. Nó mê mẩn luôn anh em ạ. Mình đóng cửa vào để cho nó có cái không gian yên tĩnh hơn này. Wow, gần như là tách biệt so với cái thế giới bên ngoài luôn. Nó yên tĩnh cực cực kỳ luôn đấy anh em ạ. Phải nói là mê mẩn luôn. Tất nhiên thì em này cũng có HUD hiển thị trí kính lái các bạn nhá. Qua cái camera của mình thì các bạn sẽ không nhìn thấy, tuy nhiên có hiển thị HUD trên kính lái. Đây các bạn nhìn này, thực sự là quá đẹp luôn anh em ạ. Các bạn sẽ ấn cái nút này để mở cửa từ bên trong, ấn mở ra. Đó, các bạn có thể mở được ra rồi. Hoặc là các bạn đóng vào như thế này. Đó là những gì mình muốn giới thiệu với các bạn về chiếc BMW 740i Pulsar đang có mặt tại BMW Lê Văn Lương, 68 Lê Văn Lương, Hà Nội. Anh em quan tâm hãy qua ngay BMW 68 Lê Văn Lương, Hà Nội để chiêm ngưỡng và khám phá. Nếu như thích có thể chốt cọc ngay em này các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.